Từ thành phố Hy Tinh, chúng tôi xin trân trọng kính kính chào quý khán giả của đại gia đình của Người Việt Channel. Và thưa quý vị, hôm nay là thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024. Trước nhất là chúng tôi xin kính chúc quý vị có một cuối tuần thật là bình an. Và thưa quý vị, ngày hôm nay vị khách mời của chúng tôi không chưa nói tên để nó hơi đặc biệt, có lẽ quý khán giả thấy lạ phải không? Chúng tôi rất là hân hạnh xin được giới thiệu, đây là nhà báo Mai Phi Long từ miền Nam Cali. Xin kính chào anh Mai Phi Long. Xin kính chào anh Hoàng Bắc và xin kính chào quý khán thính giả của đài Người Việt Channel. Rất Thưa hân hạnh quý được anh Hoàng Bắc cho ngày hôm nay tháp tùng với anh để hầu chuyện cùng quý vị. vâng thưa quý thính giả, nghe tiếng của anh Mai Phi Lam thì chúng tôi nghe rất là lâu, nhưng mà chúng tôi nhiều lúc quá chúng tôi gọi tìm anh đó cho nó khó quá, tìm trang Facebook không biết cái tên nào mà thấy nhiều tên Mai Phi Lam quá, thành cuối cùng mà chúng tôi phải nhờ người quen ở Nam Cali đi tìm, thành chúng tôi mới tìm được anh Mai Phi Lam. Vâng, dạ, cảm ơn anh. À, Thì thưa khi quý mà khán giả, anh Mai Phi Lam thì có lẽ quý vị không xa lạ, anh là thường xuyên cộng tác với đài SBTN và Người Việt Daily. Cho nên nếu mà quý vị nào theo dõi đó, thì anh đã cộng tác với đài SBTN gần 30 năm rồi, cũng rất là lâu rồi chẳng phải không? Mới đây thành rất là lâu, tiếng nói của anh thì cũng được lan tỏa đi khắp nơi, cho nên ngày hôm nay chúng tôi có thể, trước nhất là chúng tôi rất là hân hạnh được mời anh Mai Phi Lâm để chia sẻ những cái suy nghĩ, những cái bình luận, những cái nhận định về tình hình thời sự của Hoa Kỳ nói riêng và từ từ của thế giới. Lý do là chúng tôi thưa với ảnh là đây là giai đoạn nó rất là quan trọng, bởi vì cái cuộc bầu cử của Mỹ năm nay đó là nó rất là quan trọng. Đây là cái nền dân chủ của Hoa Kỳ đang đứng trên cái bờ vực thẳm, nó cái làn ranh nó không được rõ ràng. Cho nên chúng tôi hy vọng là quý khán giả hỗ trợ cho anh Mai Phi Lâm bằng cách là quý vị subscribe, like và share chương trình và viết comment cho nhiều. Bởi vì nếu mà chúng tôi có mời được tiếng nói của anh Mai Phi Lâm từ miền Nam Cali, thủ đô của người Việt tị nạn đó, thì quý vị nghĩa là phải động viên tinh thần. Ảnh làm rất là nhiều, ảnh nói tôi đâu có cần làm giúp cho Người Việt Channel đâu. Cho nên quý vị phải ủng hộ tinh thần bằng anh Mai Phi Lâm. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay phải nói chung là cá nhân tôi nói riêng và anh em trong Người Việt Channel rất là vui được anh tiếp tay đồng hành cùng với chúng tôi trên cái bước đường gọi là làm sao chuyển tải những thông tin để tới nhiều nơi, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Cái mùa bầu cử, cái lá phiếu của quý vị rất là quan trọng. Mà cái lá phiếu của quý vị đó, chúng tôi nói quý vị ít tin, nhưng mà chắc anh Mai Phi Lam hoặc là nhiều người cùng nói lên thì đồng hành với nhau thì chúng ta sẽ có cái tiếng nói nó lan tỏa nhiều. Và cái lá phiếu của quý vị là quyết định cái nền dân chủ của Hoa Kỳ trong năm trong bầu cử năm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì anh Mai Phi Lam có điều gì vài lời trước khi anh em mình phân tích thời sự. Thưa anh Hoàng Bắc, thứ nhất là Long cũng phải đính chính là một cái chuyện là Long làm việc với SBTN khoảng chừng 15 năm nay. Không biết Ôi là khi nói 15, anh có nghe lộn thành 50 hay không? 30 năm thì là hơi nhiều. Rồi trong cái chuyện mà khi mà anh Hoàng Bắc có text qua một cái text cho Long bất ngờ mà khi nói rằng anh Hoàng Bắc thì rồi Long gọi ngay lập tức, chứ thật sự là một ngày nhiều khi có cũng rất rất nhiều cái cú phone hay là nhiều cái text lại, như người nào mà thấy lạ quá thì mình không có trả lời, nhưng mà nói là anh Hoàng Bắc gọi thì thằng Long phải gọi ngay, là chọn ngay lập tức. Và rất là vui được có dịp và là cùng gọi là như anh nói thì cùng đồng hành với anh trên cái bước đường gọi là mình làm cái công việc truyền thông, đưa cái những cái thông tin xác đáng và có sự thật đến cho quý quý khán giả. Dạ vâng, cảm ơn anh Mai Phi Lâm. Thì ngày hôm nay anh em chúng tôi đã có ba cái chủ đề nhỏ nhỏ để mà thảo luận với nhau. Quý vị biết là cái hội nghị NATO đã kết thúc, nhưng mà cái ngày 9 tới ngày 11, 3 ngày, 32 quốc gia cùng với một số quốc gia của Á Châu chưa phải là thành viên của NATO, nhưng mà gần như là có cái sự đồng thuận, đồng tình với nhau trên cái mặt trận chung là để chống lại Nga cũng như chống lại sự bành trướng của Trung Cộng tại Biển Đông và các nước Á Châu. Cũng có sự tham dự của Tổng thống Zelensky của Ukraine nữa.
À, đó là một cái chủ đề thứ hai mà chúng tôi muốn thảo luận tới, đó là cái chuyến đi của ông Viktor Orbán. Viktor Orbán là thủ tướng của Hungary. Tại sao là ông Viktor Orbán mới vừa nhận chức vào ngày 1 tháng 7 là coi như là chủ tịch luân phiên của EU, tức là Liên hiệp Âu Châu đó, thì ngày mùng 5 ông có chuyến đi tới mùng 2 ông có chuyến đi tới Ukraine, mùng 5 ông đi gặp ông Putin, mùng 8 ông gặp ông Tập Cận Bình, và 11 thì ông gặp Donald Trump. Đây là có phải là lát nữa chúng tôi, anh em chúng tôi, đặc biệt chúng tôi sẽ hộ anh Mai Phi Lam, là phải chăng đây là cái trục ra, mình không nói trục ma quỷ nhưng mà cái trục độc tài nó đang có liên kết với nhau. À, và cuối cùng là chúng tôi nói về ở Hoa Kỳ, tức là cái chuyến vận động tranh cử của Tổng thống Joe Biden. Bây giờ để mở đầu cho cuộc thảo luận ngày hôm nay, thưa anh Mai Phi Lâm, anh biết là cái hội nghị NATO năm nay đó có thể nói là nó đặc biệt, đánh dấu 75 năm ngày thành lập NATO. Mà nói trên thế giới này chưa có cái hiệp định hay cái liên minh nào mà nó kéo dài tới 75 năm mà nó vẫn tồn tại. Mà không những nó đóng khung ở đó mà nó tiếp tục nó bành trướng nữa. Có nhiều người ở bên Âu Châu như giờ là Ukraine, nhiều quốc gia muốn xin vào NATO nữa. Điều đó chứng tỏ là NATO càng ngày càng mở rộng, mà sẵn sàng đón nhận các cái nước nữa. Thì điều đó cho thấy là nó là một cái sinh động, nó là một cái liên minh rất là quan trọng ở Á Châu. Bây giờ thì xin anh cho cái nhận định tại sao liên minh nó trở thành quan trọng, và anh thử so sánh 4 năm của ông Donald Trump từ năm 2017 tới 20 đó, cũng là NATO, nhưng mà dường như các người người NATO mà gặp ông Donald Trump thì rất là sợ, rất là ngại, nhưng mà gặp Joe Biden thì là vui vẻ hơn và lại còn cởi mở hơn. Xin mời anh. Vâng, thưa thưa anh Hoàng Bắc và thưa quý khán giả theo dõi chương trình, chắc chúng ta cũng đều biết là khối NATO được hình thành trong thời gian chiến tranh lạnh để đối đầu với một cái khối Soviet do Liên Xô lãnh đạo, và cái sự mà gọi là nối kết về mặt quân sự đó nó kéo dài cho đến tận ngày hôm nay, coi như là 75 năm. Và một cái thời điểm biển 75 năm này, đúng như anh Hoàng Bách nhận định, đó đây là một cái liên minh phải nói rằng là rất là đặc biệt. Vậy cho đến tận ngày hôm nay không có một cái liên minh nào mà đem đến một cái việc gọi là kéo dài đến như vậy, bởi vì cái sự hình thành của nó là đối đầu rất đông tây, nhưng mà người ta cũng ngạc nhiên là tại sao khi khối Xô Viết sụp đổ, NATO vẫn còn hiện hữu. Cái sự hiện hữu của NATO sau năm thập niên 1990, đặc biệt năm 1991 khi mà khối Xô Viết sụp đổ, thì nó vẫn còn tồn tại, bởi vì chúng ta thấy một cái lực lượng mà người Nga nối tiếp, mặc dù họ gọi là một thể chế dân chủ, nhưng mà trên thực chất là vẫn là nằm trong tay, và đặc biệt nằm trong tay ông Putin là một nhà độc tài. Và nhưng đằng sau lưng đó có chuyện quan trọng hơn hết, chúng ta đều nhận thấy là người Nga sở hữu một cái sức mạnh về nguyên tử phải nói thuộc lại hàng đầu của thế giới. Và chính cái lực cái sức mạnh nguyên tử của Nga cho nên đó là một cái việc mà NATO, các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia ở dân chủ ở khối Tây Âu đều lúc nào cũng cảm thấy lo sợ. Cho nên họ vẫn duy trì một mối quan hệ đặc biệt với Hoa Kỳ từ hồi thập niên 1990 cho đến tận bây giờ. Nhưng mà đi xa hơn thì thưa thưa anh, thì chúng ta thấy rằng là Hoa Kỳ với cái sự mà họ lãnh đạo khối NATO và có mặt trên toàn bộ nhiều cái khu vực khác nhau, bây giờ tôi nói riêng ở NATO đi, Hoa Kỳ đặt căn cứ quân sự ở những các quốc gia NATO như ở Đức, như ở Ý, và kiểm soát toàn bộ khu vực ra vào Địa Trung Hải, rồi cái hạm đội của Hoa Kỳ cũng kéo dài qua bên các vùng là biển Ả Rập, rồi ở nhiều nơi khác. Cái điều quan trọng là cái sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở nhiều nơi trên thế giới, và đó nói lên là cái sự kiểm soát của Hoa Kỳ. Cho nên khi mà Hoa Kỳ mất đi các khối liên minh quân sự, và đặc biệt trong trường hợp ngày hôm nay chúng ta nói về khối NATO, thì phải nói rằng là khi mà mất đi cái khối này thì sự kiểm soát quân sự của Hoa Kỳ trên toàn cầu nó sẽ bị gọi là biến mất. Và điều đó chúng ta đã chứng kiến dưới 4 năm của ông Donald Trump. Nhân cái câu hỏi anh cũng nói rằng là nhận xét như thế nào vào 4 năm trước khi mà giờ thời ông Donald Trump với quan hệ giữa Hoa Kỳ và NATO, thì chúng ta thấy là quan hệ
Và việc ông Donald Trump lúc nào cũng đe dọa khối NATO là phải trả tiền thêm, phải trả tiền thêm. Cái câu trả tiền thêm của ông Donald Trump đó là một cái sự gọi là đánh lận con đen. Hoa Kỳ đâu đâu có phải trả tiền cho NATO hoạt động, mà mỗi một quốc gia thành viên họ có một cái quy định là phải sử dụng cái ngân sách 2% cái tổng sản lượng quốc gia để mà cho chương trình quân sự, chứ không phải Hoa Kỳ đi chi tiền cho họ. Thì cái vấn đề là nó có sự đánh lận con đen, nhưng mà ông Donald Trump dùng cái sự đánh lận con đen đó để gọi là áp lực hay là muốn Hoa Kỳ rút ra khỏi khối NATO. Và chuyện này ông Donald Trump cũng thực hiện luôn với các quốc gia đồng minh nòng cốt của Hoa Kỳ là ở vùng Đông Bắc Á, là Nam Hàn với lại Nhật. Khi mà đe dọa như thế thì khối NATO trong thời gian dưới thời ông Donald Trump phải là họ cũng rất là khủng hoảng, bởi vì nói lực lượng quân sự của Hoa Kỳ và nền kinh tế của Hoa Kỳ phải nói là hàng đầu của thế giới mà không có quốc gia nào sánh kịp. Chúng ta có thể nhìn thấy là tổng sản lượng quốc gia của Hoa Kỳ là khoảng chừng 20, bây giờ là 25 ngàn tỷ, 27 trong đó khi anh. đó 27 rồi anh. Dạ vâng, Dạ. cảm ơn. Trong khi đó cái quốc gia mà mạnh nhất của Âu Châu là Đức có chừng là 7 đến 8 ngàn tỷ thôi, còn Pháp còn dưới 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 đó nữa. Thì cho nên chúng ta thấy là so sánh cái tầm vóc mà gọi là kinh tế, thì cái sự mà tiềm lực tài chính của các quốc gia NATO khi họ bỏ ra thật sự mà nói không có đáng kể gì hết so với Hoa Kỳ. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta phải nhìn nhận sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khối NATO là có lợi cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ kiểm soát toàn bộ thế giới, không có ai cũng dám qua mặt. Đó là cái điều mà chúng ta phải nhận nhận ra. Thì khi thời ông Donald Trump, ông tìm cách làm suy yếu khối NATO, trong khi đó lại ca ngợi ông Putin. Chúng ta chưa có một cái kết luận một cách rõ ràng là tại sao ông đưa ra cái hành động như vậy. Tuy nhiên qua cái cuộc mà Nga xâm lăng Ukraine, ông Donald Trump gọi là quyết định mà xâm lăng của ông Putin là quyết định của thiên tài, thì chúng ta cũng phải hình dung rằng là nó có một cái gì đó nó không ổn cho khối NATO với Hoa Kỳ, và cái sức mạnh của Hoa Kỳ ở trên cái lục địa mà Âu Châu dưới cái thời ông Donald Trump hay là quan điểm của ông Donald Trump. Thì sau khi ông Biden chấp chánh thì ông cố gắng liên lạc nối kết lại khối NATO, và khối NATO coi như là họ được gọi là hồi sinh cái mối quan hệ lại với Hoa Kỳ. Và trong thời gian vừa qua chúng ta cũng để ý một chuyện nữa là vì cuộc chiến của Ukraine cho nên bên khối NATO bắt đầu họ coi như họ bừng tỉnh, họ đầu tư vào quân sự một cách mạnh mẽ hơn để mà họ có thể đối đầu một cái mối nguy ngay trước mặt của họ. Đó là Nga, có thể là Nga sẽ không dừng cái cuộc xâm lăng Ukraine nằm ở ở Ukraine, họ sẽ mở rộng cái sự gọi là xâm lăng của họ, hay là họ sẽ mở rộng cái tầm hoạt động của họ đe dọa lên khối NATO. Thì khối NATO họ bừng tỉnh, và cái hội nghị 75 năm kỳ này thì nó cũng diễn ra một cái thời điểm phải nói là vô cùng đặc biệt. Đó là quốc gia đứng đầu của khối NATO là Hoa Kỳ đang trong vòng tranh cử. Và trong cái cuộc tranh cử của Hoa Kỳ, thưa anh Hoàng Bách và thưa quý khán giả, chúng ta thấy là chúng ta đang đứng trước một cái sự mà chia rẽ vô cùng trầm trọng ở nước Mỹ. Coi là chia rẽ nhất từ trong lịch sử cho đến tận bây giờ. Mà khối cái hội nghị mà kỷ niệm thành lập 75 năm của khối NATO lần này đứng trước một cái giai đoạn phải nói là vô cùng đặc biệt ở Mỹ, đó là cuộc bầu cử. Cho nên cái tinh thần mà người ở khối NATO họ tham dự, họ cũng cảm thấy e ngại. Lỡ như rằng là tháng 11 này ông Trump thắng thì sao? Nối khối NATO sẽ đi về đâu? Thì cái đó là cái bối cảnh của cái cuộc họp 75 năm của khối NATO mà như chúng ta đang nhận thấy ngay trong lúc này, thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, cảm ơn anh Mai Phi Lâm. Thì thưa anh và thưa quý thính giả đó, nhiều người hiểu lầm cho rằng là NATO là có hại cho Mỹ khi mà Mỹ chi tiền. Thật sự như anh nhà báo Mai Phi Lâm vừa nói đó, đóng 2% của mỗi quốc gia tổng sản lượng của mình để mà vào cái quỹ quốc phòng để mà ứng phó khi có chiến tranh thì họ có quyền ứng phó, chứ không phải là quốc gia nào cũng sẵn sàng ấy. Thì khi trong cái thời của ông Trump chỉ có 19 quốc chỉ có 9 quốc gia thôi, nhưng mà bây giờ hiện tại thì có lên 23 quốc gia đóng trên 2% rồi. Riêng Ba Lan đó tới bữa nay là gần tới 3% chứ không phải còn 2 nữa.
Thì chúng tôi thưa với quý vị đó là sau đệ nhị thế chiến, người ta nghĩ rằng lúc đó có hai khối, khối cộng sản và khối tư bản, thì người ta nghĩ rằng cũng không có chiến tranh, bởi vì Nga bận rộn để xâm lăng các nước khác. Rồi sau khi mà chiến tranh lạnh chấm dứt vào năm 1991 thì ai cũng nghĩ làm sao mà có chiến tranh được. Nhưng mà không ngờ, bất ngờ là vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 thì là Nga xâm lăng Ukraine, và lúc bấy giờ thì tự nhiên họ thấy ồ có trách nhiệm. Và càng ngày thì họ thấy nè, nếu mà để Nga thắng Ukraine thì các nước Âu Châu sẽ gặp nguy, bởi vì Nga sẽ tiếp tục xâm lăng các nước khác, cho nên đó là cái vấn đề. Trước đây thì ông Trump đó, ông đưa ra cái chiêu bài ô mình trả tiền nhiều quá cho các nước NATO, rồi mình lại trả tiền cho Nhật, cho Nam Hàn, mà trong khi mình đóng quân đó họ không trả, giải hoàn toàn cái điều đó là sai, thưa quý vị. Nhưng mà ông Trump đó, ông muốn dùng cái chiêu đó, bài đó để ông đẩy đi vào ông đánh lạc hướng cho người dân ở cử tri của Mỹ, là chỉ có ông mới quan tâm tới vấn đề của tiền thôi. Cái đó là ông muốn lấy cái credit về phía ông. Thật sự đó thì NATO là sao? Nước Mỹ mạnh là nhờ các đồng minh của Mỹ. Làm đại ca mà có lớn á, thì có nhiều đàn em, thì bây giờ làm nước Mỹ nó cũng vậy, bắt buộc. Cho nên khi mà làm đại ca, làm coi như là nước siêu cường á, chúng ta cũng phải hy sinh một chút xíu. Anh Mai Phi Lâm và quý khán giả biết đó, sau khi mà Đông Âu sụp đổ đó, có nhiều quốc gia hiện tại họ tách ra khỏi Liên bang Xô Viết rồi đó, họ rất là nghèo, mà họ rất là nhỏ xíu à. Có quốc gia chỉ có 2-3 triệu dân à. Vì vậy cho nên Mỹ còn viện trợ giúp đỡ họ để họ phát triển nữa, thì làm sao mà họ đóng đủ 2% cho quốc gia, cho nên cái điều đó là sai. Nhưng mà cái điều muốn nói với anh Mai Phi Lâm đó là nhiều người cho ông Trump trước đây vào năm 2018, chính ông John Bolton đó, là cố vấn an ninh quốc gia, ông nói là ông Donald Trump ông muốn rút ra khỏi NATO, rút Mỹ ra khỏi NATO rồi, nhưng mà mấy người cản. Thì người ta cho rằng là Putin đó thì muốn làm suy yếu NATO và suy yếu Liên hiệp Âu Châu, cũng như suy yếu Mỹ ở ở Âu Châu. Thì như vậy cái câu hỏi được đặt ra, phải chăng ông Trump so là có sự đồng tình, đây là ngẫu nhiên hay là trùng hợp, hay là tại sao mà có sự trùng hợp như vậy, thưa anh? Bởi vì gần đây, cách đây mấy tháng anh nhớ đó, ông Donald Trump ông nói ông còn xúi cho Putin muốn tấn công chỗ nào thì cứ tấn công, bởi vì các quốc gia này không đóng 2% cho cái ngân sách quốc phòng. Ông nói như vậy thì khi mà gọi là NATO, cái trong cái hiến chương của NATO đó, trong cái điều 5 đó, họ nói là khi tấn công một quốc gia tức là tấn công tất cả. Mà bây giờ ông Donald Trump thì ông xúi cho Putin đó, muốn làm gì làm, muốn tấn công quốc gia nào cũng được. Anh nghĩ sao về cái vấn đề này, thưa anh? Thưa thưa anh Hoàng Bách và thưa quý vị, trong chuyện này chúng ta cũng cũng phải bỏ vô một cái khả năng là đôi khi ông Donald Trump là ông cứ nói linh tinh mà ông không biết ông nói gì, rồi sau đó anh chắc anh cũng để ý là có những cái ngày xưa thì khi ông còn xài cái Twitter, đôi khi ông tweet ra những cái bậy bạ, rồi thì ông sau đó ông nói là ô cái đó là người khác tweet chứ không phải là tôi, mặc dù cái đó trên trên cái tài khoản của ông. Rồi bây giờ trên Truth Social thì bây giờ cũng vậy luôn. Thì ông có tung ra một vài cái tweet mà người ta thấy cái tweet đó nó vô lý quá thì lúc đó ông đổ thừa sang qua người khác. Thì trong những cái câu mà ông nói như thế này và ông Putin thà muốn đánh đâu thì đánh, thì thưa 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 anh là đôi khi chúng ta cũng phải cho rằng là nhiều khi ông nói linh tinh. Trong cái chuyện này chúng ta cũng không biết cái động cơ thật của ông Donald Trump, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là ông Donald Trump đã chứng minh trong cái quá khứ mà gần đây trong thời gian ông tại nhiệm, đó là một cái tinh thần gọi là ngưỡng mộ và ủng hộ ông Putin. Cái chuyện đó không chối cãi được. Và cái động lực nào nằm đằng sau cái việc đó chúng ta không biết, nhưng mà nếu chúng ta nối các phong trào mà là cực hữu ở đang diễn ra ở tại Âu Châu, thì chúng ta thể thấy các nhóm cực hữu Pháp của bà Le Pen cũng như nhóm cực hữu ở bên phía Hòa Lan đều có mượn tiền, lấy tiền, vay tiền từ ông Putin. Ông Putin đứng đằng sau lưng các nhóm cực hữu. Và cái chủ trương của những nhóm cực hữu này là gì? Thứ nhất,
họ bài di dân, họ đề xướng một cái chủ nghĩa gọi là dân tộc cực đoan, chủ nghĩa thượng tôn da trắng. Đó là cái dấu vết. Và ở tại Hoa Kỳ, khi ông Donald Trump đưa ra khẩu hiệu dân túy America First, nó cũng nằm trong cái chiều hướng đó của những người mà cực hữu bên Âu Châu. Và cái sự ủng hộ của bên ông Putin dành cho ông Donald Trump nó thể hiện rất là rõ. Chắc anh cũng còn nhớ là khi mà cái vụ mà những cái lá thư mà của bà Hillary Clinton, thì ông Donald Trump lên tuyên bố: ô, người Nga có nghe không, có nghe thì đi tìm mấy cái lá thư ra đưa cho tôi. Rồi sau đó chúng ta thấy ngay là những cái thư của cái ban tranh cử của bà Hillary Clinton được tung lên trên mạng, được WikiLeaks tung trên mạng, thì chúng ta không có bằng chứng khẳng định là người Nga đứng đằng sau chuyện đó. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là khi ông Donald Trump đưa ra lời tuyên bố đó, thì bên phía Nga họ đưa ra liền những cái thư của bà Clinton. Và sau đó, ngay dưới thời ông Donald Trump, 16 cơ quan tình báo của Hoa Kỳ điều trần trước Quốc hội đều nói một câu là người Nga đã ủng hộ cho ông Donald Trump chiến thắng cuộc bầu cử năm 2016. Đó là kết luận không phải của anh em chúng ta, của nhà báo, mà kết luận của 16 cơ quan tình báo của Hoa Kỳ dưới thời ông Donald Trump. Thì cho thấy rằng là cái động lực mà người Nga và ông Donald Trump nói như thế, cá nhân của Mai Phi Long nghĩ rằng là nó có liên quan đến những cái phong trào cực hữu, liên quan đến cái tinh thần mà kỳ thị chủng tộc, liên quan đến cái tinh thần mà bài di dân. Dạ vâng, cảm ơn anh Mai Phi Long. Anh vừa nói tới cái phong trào gọi là bảo thủ cực đoan, nó xảy ra ở Âu Châu. Quý vị biết là ở ngay ở bên Ý, hàng ngày bên Đức trong cái cuộc bầu cử vừa qua, hoặc là ở bên Anh thì bị thất bại rồi. Nhưng mà bên Pháp, quý vị, cái vòng ở Pháp có hai cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử vòng thứ nhất là ngày 30 tháng 6, cuộc bầu cử vòng thứ hai là mùng 7 tháng 7. Thì bầu cử lần thứ nhất đó, thì phe cực hữu thắng, và họ tiên đoán rằng phe cực hữu sẽ chiếm đa số nữa, gọi là nói, nếu không nói là tuyệt đối, làm cho các chính trị gia của Pháp hoang mang, và từ đó thì dân chúng mới thực hiện các cuộc biểu tình. Quý vị biết là biểu tình lên tới cả hàng trăm trăm ngàn người để chống cái phe cực hữu. Và cuối cùng là chúng ta với vòng hai đó, thì chúng tôi cũng xin thưa, vòng thứ nhất là những ai mà trên được 50% cái số phiếu thì đương nhiên họ đi qua luôn, nhưng mà ai gần cái 50% thì bầu lại, thì vòng thứ hai là ngày mùng 7. Thì có ít nhất là 210 người ở trong cái số gọi là tới 1.000 mấy chục người, 1.200 mấy người, họ rút đi. Họ nghĩ là họ hơi không có gần với 50 lắm, cho nên họ nghĩ là không thắng, họ rút để cho những người dồn phiếu. Và cuối cùng thì chúng ta thấy cái sự sợ hãi hãi hùng của phe cực hữu đó, là cái phe tả thắng, tức là về nhất. Cái phe trung á, thì phe trung đạo á, thì về hai, tức là phe của ông Macron đó, và phe cực hữu về thứ ba trong cái bầu cử của hai ngày ngày mùng 7 tháng 7. Điều đó cho thấy là không những là phe cực hữu đang sợ ở bên Âu Châu, mà nó sợ từ ở Hoa Kỳ nữa, thưa quý vị. Bây giờ thì chúng tôi muốn nhờ anh Mai Phi Lâm để chuyển qua từ cái phe cực hữu ở bên Âu Châu. Cái phe cực hữu đó là gì? Cái phe cực hữu đó, như anh Mai Phi Lâm vừa nói, thứ nhất là họ chủ trương người da trắng là trên hết, và thứ hai tôn giáo đó là cơ đốc giáo, thứ ba là bài do thái, thứ tư là chống chống di dân, tức là những cái điều đó. Nhưng mà cái may đó là ở bên Anh đó, thì cái phe gọi là bảo thủ đó là thua, để cái phe lao động là lên. Cho nên ông Starmer đó, ông lên ông làm thủ tướng đó, thì quý vị biết là một số di dân dự trù sẽ đưa ra đảo đảo Vendai. Mà bây giờ thì ông này, ông lên đó, ông nói 100.000 di dân đó được làm thủ tục để tiến hành những cái thủ tục mà xin, có thể xin nhập tịch của nước Anh. Thì từ đó quý vị thấy phe bảo thủ nó đang hình thành và nó đang có kéo kết. Và bây giờ chúng tôi muốn nhờ anh Mai Phi Lâm chuyển qua cái vấn đề là vai trò của ông Viktor Orbán. Ông này là một người thủ tướng của Hungary. Vào ngày mùng 7 tháng 3 đó, thì ông có qua Mar-a-Lago gặp ông Donald Trump. Ngày đó là ngày Tổng thống Joe Biden đọc cái bài diễn văn liên bang của Hoa Kỳ, mùng 7 tháng 3. Và sau khi mà ông Viktor Orbán được bầu, không có bầu, cái này là chủ tịch luân phiên, nó không có bầu chủ tịch luân phiên, thì vào ngày mùng 1
thì ở tháng 7 ông trở thành chủ tịch luân phiên của Liên hiệp Âu Châu, tức là 27 quốc gia. Thì ngày mùng 2 ông đi qua Ukraine, người ta cũng mừng. Như vậy thì sau gần 2 năm rưỡi chiến tranh Nga xâm lăng Ukraine thì đây là lần đầu tiên ông tới thăm, thì họ cũng mừng. Không ngờ ngày mùng 5 ông lại tới ông Putin luôn. Cho nên ông Zelensky trở nên phẫn nộ. Rồi sau khi ngày mùng 5 xong, ngày mùng 8 ông tới luôn gặp Tập Cận Bình luôn, ca tụng gặp Tập Cận Bình. À, rồi tổ chức ở NATO ở Washington DC vào ngày mùng 9 thì ông cũng có mặt ở đây luôn. Hết vừa chấm dứt cái hội nghị NATO thì ông bay tới Mar-a-Lago gặp Donald Trump. Cái điều quan trọng mà người ta muốn thảo luận đó là Viktor Orbán là ai? Viktor Orbán là người rất là thân cận với Nga, có làm ăn với Nga, mặc dù ông là thành viên của NATO, thành viên của EU, nhưng mà chính cái quốc gia này với Thổ Nhĩ Kỳ là ông Erdogan đó, là hai người này làm khó dễ khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập vào NATO. À, cả 2 năm trời hai ông này câu câu giờ hoài, cuối cùng là Mỹ phải tìm cái giải pháp nào đó thỏa thuận với họ để mà điều có cái điều, rồi cuối cùng họ mới chấp thuận thì để chúng ta nêu lên. Mà ông Viktor Orbán đó, sau khi qua bên này đó, qua ngày mùng 7 tháng 3 đó, thì sau đó cách đây chừng lỗ 1 tháng ông có họp cái hội nghị gọi là hội nghị bảo thủ tại Hungary, và ông Donald Trump đã gửi, dù ông không đi tham dự được, ông gửi cái video và một số người bảo thủ gửi video để chúc mừng cái hội nghị này. Thì cái câu hỏi được đặt ra là sau khi ông Viktor Orbán được bầu được được làm chủ tịch luân phiên thì ông lại làm nhiệm vụ là đi cái trục, bây giờ mình nói cái trục trục là Nga, Trung Quốc và Donald Trump, để mình thấy cái sự nguy hiểm của nó. Bởi vì cái phe bảo thủ mà ở bên Pháp đã sợ hãi rồi, rồi bây giờ ở bên Anh họ sợ, cho nên họ bầu cái phe gọi là phe lao động. À, thì nhờ anh có thể giải thích tại sao cái trục này nó hình thành và nó nguy hiểm, nó quan trọng ra làm sao? Bởi vì gần đây đó, trong cái đề án 2025 cũng nhắc nhở, cũng như là những cái bài diễn văn của ông Trump có nói đó, nước Mỹ là trên hết, và nước Mỹ của người da trắng và nước Mỹ của cơ đốc giáo là tôn giáo, mà đây là một quốc gia đa chủng tộc thì phải đa tôn giáo và đa văn hóa, mà bây giờ họ muốn là chỉ có người Mỹ trắng thôi. Thì tất cả những sự kiện này nhờ anh có thể ráp ráp nó lại, nó liên kết, nó liên đới ra sao, tại sao ông qua bên nhà, qua bên nhà Bắc Kinh rồi gọi là qua, cho nên bây giờ người ta nêu lên cái vấn đề này. Cái khối Liên hiệp Âu Châu họ cần có một vài quốc gia vào đây để mình lũng đoạn, để mà chia rẽ, để mà phân hóa cái khối Liên hiệp Âu Châu hoặc là khối NATO. Đó là điểm thứ nhất, cái điểm đó là Putin vẫn muốn, rất là muốn. Bởi vì nếu mà cái Liên hiệp Âu Châu hoặc là NATO mà lớn lớn mạnh đó, thì Nga rất là sợ bị cô lập, cho nên tìm cách phá vào Viktor Orbán. Có thể là người ta gọi là ông là thượng thẳng vì giao liên, giao liên cùng một lúc đi 3 quốc gia. À, thì xin anh có thể bình luận phân tích, và chúng ta biết đó là sau khi mà ông đi như vậy thì Liên hiệp Âu Châu lên án, kể cả ông chúng tôi quen ông chủ tịch của bà cũng cũng lên án về vấn đề này, nói là ông Viktor Orbán không có đại diện cho Liên hiệp Âu Châu. Ông đi với tính cách cá nhân thì được, ông không có tư cách gì để đại diện nữa, mà bên Âu Châu người ta còn tìm, khi mà về mặt ngoại giao ông làm như vậy tức là có thể tạo ra phân hóa, thì họ tìm cách gọi là chế tài bằng cách không cho ông Viktor Orbán làm chủ tịch nữa. Xin mời anh. Chúng tôi cũng không dám gọi là bình luận trong cái sự việc này, nhưng mà chúng tôi đưa ra một số nhận xét và phân tích. Thứ nhất là khi ông Viktor Orbán đi một cái chuyến gọi là đi từ Ukraine rồi đi qua Nga rồi đi qua gặp Tập Cận Bình rồi đi đến Hoa Kỳ Phó hội NATO xong rồi bay xuống gặp ông Donald Trump, ông gọi cái sứ mạng của ông là sứ mạng hòa bình, và mặc dù cái sứ mạng hòa bình đó không có ai gọi là ủy nhiệm cho ông làm cái việc đó cả, mặc dù ông sẽ giữ cái vai trò là chủ tịch luân phiên của khối Liên Âu. Tuy nhiên cái giữ khi giữ cái vai trò mà của chủ tịch khối luân phiên đó thì nó cũng tạo cho ông một cái thế trong cái thời gian sắp tới. Thí dụ trong những cuộc hội họp diễn ra thì ông sẽ là cái người tổ chức, ông sẽ là cái người có thể kiểm soát được những các là những cái vấn đề, những chương trình nghị sự, những vấn đề nào được nói trong cái khối Liên Âu chẳng hạn. Ông sẽ có cái quyền đó, và khi ông sử dụng cái quyền đó nó sẽ làm sao lãng đi hoặc là làm nhạt đi những cái chủ đề mà các quốc gia Tây Âu, xin lỗi, các quốc gia trong khối Liên Âu quan tâm.
đặc biệt là trong vấn đề Ukraine. Thì trong cái việc này chúng ta để ý một chuyện nữa là các nhóm cực hữu họ cũng có cùng chung một cái quan điểm trên cái vấn đề Ukraine là chấm dứt viện trợ cho Ukraine hoặc là kiểm soát cái vấn đề viện trợ đó. Thì những cái quốc gia mà ông đi gặp, đương nhiên Nga là kẻ xâm lăng, Tập Cận Bình lại là cái nơi gọi là hà hơi tiếp sức cho Nga bằng những cái sự mà mua bán để mà tiếp tục nuôi dưỡng cái bộ máy chiến tranh cho ông Putin. Rồi khi ông gặp ông Donald Trump thì đúng, ông Donald Trump là người đã ca ngợi Putin là thiên tài khi mà gọi là thôn tính bốn vùng lãnh thổ của Ukraine rồi sau đó là phát nổ phát súng xâm lăng Ukraine. Thì cái trục đó nó đi chung với những người mà là cực hữu, đó là ngăn cản người Ukraine bảo vệ được cái sự độc lập của họ, nhưng qua đó họ đẩy lên một cái vấn đề là bảo vệ cho ông Putin trong cái sự xâm lăng của ông, bảo vệ cái sự tồn tại của ông Putin. Đó là cái dấu hiệu mà chúng ta thấy họ có một cái điểm chung, và cái điểm chung này nó đến từ cái việc mà theo cá nhân chúng tôi nghĩ đó là vấn đề mà bài di dân. Cái vấn đề bài di dân nó hình thành ở bên Âu Châu với cái phong trào Brexit và họ đã thành công vào năm 2010, 2015, 2017 đưa 15. ông Boris Johnson, dạ đưa ông Boris Johnson lên làm thủ tướng. Nhưng kể từ đó cho đến nay, 9 năm trời, người dân Anh mới thấm là những cái luận điệu gọi là tuyên truyền, chúng ta dùng chữ là dân túy, populism của Boris Johnson cũng giống na ná như là cái First America First của Donald Trump. Cái luận điệu tuyên truyền dân túy để đưa đến cái chuyện Brexit làm cho nước Anh bị thiệt hại và bị thiệt hại nặng nề. Và cái điều đó khiến cho cuộc bầu cử vừa rồi, người dân Anh chán ngán, bỏ phiếu là coi như là đưa cho đảng lao động về phía tả một chiến thắng và là long trời lỡ đất. Thì đây là cái kinh nghiệm là nếm mùi ngon ngọt của các chủ nghĩa dân túy. Thì cái việc này chúng ta không biết rằng là người dân Hoa Kỳ họ nhìn nhận cái việc này ra sao. Thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là người dân Mỹ họ cũng muốn nước Mỹ phải thay đổi, có gì đó tốt. Nhưng cái sự thay đổi America First của Donald Trump đưa đến cái gì? Đưa đến một cái sự chuẩn bị và một sự đối phó bệnh dịch COVID-19 một cách vô cùng tai hại, làm nguy hiểm đến nền kinh tế của Hoa Kỳ, làm cho hơn 1 triệu người Mỹ bị chết trong cái thời gian đại dịch. Thì không biết là người người Mỹ có thức tỉnh hay không. Và đặc biệt là ngay cả nền dân chủ, ông Donald Trump cũng đe dọa bằng cái cuộc gọi là bạo loạn ngày 6 thì tháng Giêng. Nhưng mà trở lại cái chuyện ông Viktor Orbán, thì từ nãy giờ chúng tôi cũng trình bày dông dài để cho thấy rằng nó có một cái nguồn gốc chung của các phong trào cực hữu, nguồn gốc chung của các lãnh đạo dân túy họ đưa ra để mà gọi là mơ mơ hoặc những công dân của quốc gia của họ. Và bây giờ từ từ người ta thức tỉnh, nhưng mà cái nỗ lực của ông Orbán thì có vẻ rằng là họ muốn cố gắng cứu vãn cái gì đó khi mà hai cuộc bầu cử của ở Pháp và bầu cử bên Anh đưa ra một thông điệp rõ ràng là đại đa số người dân họ không muốn cái con đường cực hữu nữa. Thì cái nỗ lực này chúng ta nghĩ rằng là ông Orbán ông có thể làm một cách nhiều hơn khi mà ông nắm vai trò chủ tịch luân phiên. Đó là những gì mà chúng ta nhận xét cho đến giờ phút này thưa ạ. Dạ vâng, anh Mai Phi Lâm thì nó hơi nhẹ nhưng mà chúng tôi thì thấy nặng hơn nữa là sao? Là khi mà cái sự cấu kết này nó không phải là đơn giản. Nếu mà ông có thiện chí mà nói hòa bình cho Ukraine á, thì tại sao ông cấm, ông chống lại cái chính sách của là các nước Âu Châu, NATO viện trợ cho Ukraine? Đấy, nổi cái ngân sách của Liên hiệp Âu Châu đó tính viện trợ cho Hungary đó, để mà phát triển về kinh tế đó, họ ngưng lại đó. Bởi vì ông này là một cái người mà trước đây có thể là những cái thủ tướng nó dễ chịu, không có cái đầu óc đó, nhưng mà Viktor Orbán là người có độc tài, muốn 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 nắm quyền lâu dài, cho nên không thể đơn giản mà ông tới ông gặp ông Tập Cận Bình, gặp Putin. Chúng tôi cho rằng là cái này có cái sự liên kết
và gắn bó với nhau có một cái chiến lược, chứ không phải là nói là ông ngẫu hứng rồi ông đi. Không phải ngẫu hứng đi làm sao mà ngày ngày mùng 2 ông nhận chức là ngày mùng 1 tháng 7, rồi mùng 2 ông qua Ukraine, mùng 5 ông đi Nga, rồi mùng 8 ông đi qua bên Tập Cận Bình, đâu có ai sắp xếp cái chương trình cho ông như vậy. Cho nên phải có. Rồi bây giờ tới gặp Donald Trump thì tất cả những cái điều này đó, quý vị đó cũng như là nhà báo Mai Phi Lam đưa ra để quý vị thấy rằng cái này là cái nguy hiểm của nền dân chủ của Hoa Kỳ. Nó là một sự cấu kết. Bởi vì sao? Bên Âu Châu nó trỗi dậy nhưng mà chưa đủ. Bên này làm sao nước Mỹ là cái nước siêu cường đó, nó phải trỗi dậy. Nó phải trỗi dậy rồi cái phe bảo thủ nắm đó, thì nó có cái sự liên lạc với nhau, các nước Âu Châu họ lấy cái đó làm tiêu chuẩn rồi họ mới bành trướng ra được dễ dàng. Thì bên này đó thì chỉ anh nhớ là cái thời mà của Hitler đó, cũng họ cũng truyền qua bên này, họ đưa qua cái thằng dân túy, những cái gọi là bảo thủ cực đoan đó, nghĩa là chống di dân thế này thế kia. Thì rõ ràng Donald Trump trong những ngày vừa qua đó, những điều mà ông nói ra nó không, nó là hoàn toàn là đi ngược lại những cái nền dân chủ của chúng ta. Ví dụ như ông nói là ông sẽ làm độc tài một ngày, rồi ông lên đó là chúng tôi giải quyết Ukraine bằng 24 tiếng đồng hồ. Rồi mới đây thì ông nói ở nói chuyện ở Detroit, ông nói không, nó giải quyết 2 tháng. Thì anh thấy là mình không phải đơn giản, bởi vì nếu mà mình không báo động cho quý khán giả và cử tri đó thì cái nền dân chủ nó cũng bị đe dọa, nó dễ dàng lắm. Chứ không phải anh Mai Phi Lâm nghĩ tưởng tượng cái ngày mùng 6 tháng 1 mà cái ngày bạo loạn đó, nếu mà những người bạo loạn vô hậu họ bắt được ông Mike Pence, họ đem ra họ cắt cổ hay là họ họ treo cổ đó, thì cái hiện tượng gì sẽ xảy ra nó rõ ràng thôi. Ông tuyên bố là thiết quân luật trên nước Mỹ này và bỏ hiến pháp, bắt đầu là một cái chế độ độc tài. Nó dễ dàng, nó cho nên mai là vì sao mà ông Trump ông nói là những người đó là những người yêu nước, bởi vì nó phục vụ cho ông, nó phục vụ cái mục tiêu của ông nữa. Cho nên nếu mà khi ông nói đó, những người ra về đi, những người đó là những người yêu nước, rồi bây giờ sau này ông nói là nếu mà năm 2024 tôi thắng cử thì tôi sẽ thả quý vị là những người yêu nước. Thì rõ ràng là cái câu nói của ông Trump nó có sự liền lạc, nhưng mà vì ông có thể trình bày không khéo, mình thấy rõ ràng. Anh nhận định ra sao về vấn đề này? Anh đặt lại câu hỏi anh. Muốn leo lên cái nhận định, tức là ông Trump không phải là chuyện đơn giản ngẫu hứng mà ông nói chuyện này, tức là có sự liên kết nhịp nhàng, hay nói một cách khác là cái chiến lược giữa Tập Cận Bình, giữa Putin và giữa Viktor Orbán. Chứ không có làm gì mà có chuyện trong vòng một tuần lễ, anh cứ tưởng tượng ngày mùng 1 mà tới mùng 11, trong vòng 10 ngày không ai mà tiếp đón một cái vị mà như ông Viktor Orbán đi qua Nga rồi đi qua Trung Quốc rồi tới gặp Trump. Như vậy nó có một chính sách, mà chính sách này nó rất là nguy hiểm. Anh nhận định về cái sự nguy hiểm này. Cái sự nguy hiểm của nó là thứ nhất là có một sự cấu kết và có thể đây là một cái sự mà chuẩn bị nếu mà ông Donald Trump thắng cử thì cái phe phe phái đó của họ họ sẽ hành động ra sao. Thứ nhất về trong cuộc chiến Ukraine để mà thay đổi cái thế lực ở toàn cầu và họ muốn tìm cách làm sao để cho ông Putin có thể là đạt được một cái thắng lợi nào đó ở ở tại cái cuộc chiến mà ông đang bị xa lầy. Để làm gì? Để mà nâng cao cái khuynh hướng mà gọi là độc tài đang diễn ra, đặc biệt thể hiện qua những cái nhóm gọi là cực hữu. Thì trong cái chuyện này cho tôi xin được có một cái nhận xét là ông Donald Trump, chắc anh Hoàng Bắc cũng nhớ, ông đã từng tuyên bố rất là lớn lối rằng là cho tôi nắm quyền lực đi, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ tôi sẽ giải quyết chuyện Ukraine. À, thì ông không nói là ông giải quyết cái gì cả, và bên phía Ukraine cũng cũng đã ok, ông mời ông qua đây và ông đưa ra cái giải pháp nào ông đưa ra đi, thì Donald Trump không bao giờ nói ra cái chuyện đó. Người ta chỉ đoán rằng là thứ nhất là ông Donald Trump sẽ kêu bên ông Zelensky thôi, nhường cái 4 phần đất đó đi, nhường dâng đất cầu hòa đi, dâng đất cầu hòa để cho ông Putin gọi là được cái chiến thắng, là đó là giải pháp 24 tiếng đồng hồ của ông. Thì trong chuyện này chúng ta mới để ý một việc như thế này: ông Viktor Orbán khi mà ông đi qua các quốc gia từ Ukraine qua Nga qua Trung Quốc rồi gặp ông Donald Trump, ông nói rằng là ông đi để làm cái sứ mạng hòa bình, mặc dù không ai ủy nhiệm ông làm chuyện đó. Nhưng mà ông nói rằng là để mà có được cái hòa bình phải có tiếng nói của Nga, phải có tiếng nói của Trung Quốc, phải có tiếng nói của những người mà cùng phe của họ. Thì họ bắt đầu họ sẽ đổ thừa bên Ukraine là sẽ không lập, Ukraine không có thiện chí hòa bình với những cái đề nghị của họ.
thí dụ đề nghị là đòi cắt đứt Cộng hòa, thì khi đó họ sẽ đổ thừa cho Ukraine là hòa bình không đến, để mà Ukraine đứng vào cái thế gọi là cái thế là kẻ phá bỉnh nỗ lực hòa bình, và từ đó họ sẽ dấy lên cái chuyện là chấm dứt tất cả mọi nguồn viện trợ cho Ukraine. Đó, đó là cái chuyện mà chúng ta thấy rất rất là quen qua cuộc chiến Việt Nam, chắc anh Hoàng Bạch cũng còn nhớ khi mà chính quyền Richard Nixon và Kissinger áp lực Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải ký vào cái hiệp định Paris, mà cái hiệp định đó chúng ta thấy ngay từ đầu là một cái sự bức tử cho Việt Nam Cộng hòa, Tổng thống Thiệu nhất quyết không ký, thì họ dấy lên cái chuyện là ông Thiệu là người gọi là không muốn hòa bình, là một kẻ chủ chiến, thì từ đó để họ có cái cớ để họ rút, thì chúng ta sẽ thấy cái chiêu bài đó nó lặp lại trong cái chuyện Ukraine khi mà ông Donald Trump trở thành tổng thống, để mà gây áp lực để mà người Ukraine phải đầu hàng, để rồi cái thực lực của người Nga nó sẽ đe dọa toàn bộ châu Âu với cái sự tiếp tay của ông Trump là làm khó khối NATO. Mặc dù trong cách đây những ngày hôm qua ông tuyên bố rằng là tôi không bỏ NATO nhưng bên kia phải trả tiền, nhưng mà cái chuyện mà trả tiền của Donald Trump vẫn là một cái chiêu bài để mà làm lung lạc cái người dân Mỹ. Thưa anh. Dạ vâng, khi mà ông Trump nói về cái đồ tiền đó thì quý vị biết là lãnh đạo của một thế giới, lãnh đạo của Hoa Kỳ, tổng thống của Hoa Kỳ cũng là lãnh đạo của thế giới tự do. Nhưng mà gặp đâu thì đồ tiền đó, thấy kỳ quá. Đi qua Nhật thì hổ tiền, đi qua Nam Hàn hổ tiền. Cái điều đó chẳng khác gì ông chọc thủng, hay là nói cách khác là những cái liên kết đó, nó làm cho bể rồi. Nó làm cho thiếu niềm tin, làm cho người ta chán ngán nha. Đó là cái kỹ thuật của ông Trump. Nhưng mà thời gian thì chúng ta không còn nhiều, thành chúng ta đi vào một cái vấn đề khác. Bởi vì có thời giờ chúng tôi sẽ nhờ anh Mai Phi Lam sẽ phân tích về cái vấn đề là cái đề án 2025 nó có liên kết với nhau những cái phe cực đoan mà đi từ Mỹ, đi qua Nga rồi đi qua các nước Âu Châu. Anh bây giờ anh biết là cái ông thủ tướng chúng tôi quen, nhưng mà Slovakia, ông mà mới bị ám sát, mà bị bắn bốn phát bởi giữa bụng đó, rồi ông nằm nhà thương, ông mới bớt đó, thì ông cũng nói là không có thể cho Ukraine vào ở trong NATO. Là ông này cũng là một trong những quốc gia, gọi là trước đây ông thủ trước trước này đã, ông này là thân thân Putin luôn nữa, cho nên nó rất là nguy hiểm, tức là giặt giặt ở trong nhà chứ không có giặt bên ngoài nha. À, kẻ nội thù đó đó. Bây giờ thưa anh, thì bây giờ thời gian chúng ta không còn nhiều, nhưng mà có nhiều cái cuối tuần có nhiều cái nổi bật lắm. Thưa anh, trong ngày hôm qua thì Tổng thống Joe Biden đi vận động ở Detroit, và trong cái bài diễn văn mà ông Tổng thống Joe Biden đọc đó rất là hùng hồn, trong vòng khoảng 35 phút, thì nghe đây là lần đầu tiên mà người ta cho rằng cái bài diễn văn gọi là có lửa nhất, mà cũng là lần đầu tiên đó ông không nói chuyện xa xôi hết, tấn công Donald Trump. Ông Donald Trump đã tấn công vào ở ngày 6 tháng 1. Donald Trump gieo rắc những kinh hoàng. Donald Trump muốn làm độc tài. Donald Trump, ông gieo những cái thảm họa. Chúng tôi nghĩ đây là cái hình như là bên ông Biden, ông thay đổi chiến thuật chăng? Bởi vì trước đây nói nhẹ nhàng, không không ăn. Bởi vì ông Trump đó, ông dùng những lời lẽ đó rất là nặng để tấn công ông Biden. Ông Biden thì đưa ra một nước Mỹ là thảm họa, và Biden là thế này thế kia, ông dùng những lời lẽ nặng. Bây giờ hình dường như là ông Biden cũng thay đổi chiến thuật, mà người ta cho rằng cái bài mà 35 phút ngày hôm qua, cái bài cũng nảy lửa tấn công vào Donald Trump, ngay tử huyệt của Donald Trump, nói về ngày nền kinh tế của Hoa Kỳ, nói về thảm họa khi Donald Trump muốn làm độc tài một ngày, rồi thảm họa Donald Trump hỗ trợ cho các cái chế độ độc tài ra làm sao, rồi đòi nếu mà cái đề án 2025 lên thì sẽ bỏ bộ giáo dục, bộ tư pháp á, thì trực thuộc vào văn phòng tổng thống nội các, do không còn độc lập nữa, và nhiều cái vấn đề nữa. Thì nước Mỹ là trên hết, chống chống kỳ thị, chống do thái và cơ đốc giáo là tôn giáo chính, vân vân. Xin anh cho nhận định, chúng tôi sẽ mở một tí xíu về cái bài diễn văn của Tổng thống Joe Biden ngày hôm qua, nhưng mà trước nhất là mời anh có cho cái nhận định và phân tích về những cái diễn tiến trong vòng gần như 2 tuần vừa qua, sau cái bài gọi là tranh luận vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, tức là thứ năm. Thì nhiều người đó, cái làn sóng của những người dân chủ đó, họ nói là
buộc cần phải thay đổi vị tổng tổng thống của mình, tức là tổng thống Joe Biden. Họ dù là họ rất là yêu quý, nhưng mà cái điều quan trọng là họ muốn là không loại trừ ông Trump, không để ông thắng được, cho nên cái sự nung nóng nó trở thành quá đáng, hoặc là họ phê bình nó hơi nặng nề. Thì xin anh tất cả cái diễn biến đó, xin anh cho cái phân tích. Trong cái dự án mà Project 2025 thì thưa anh Hoàng Bách và thưa quý khán giả chúng ta mà theo dõi thì dự án này phải là rất là kinh hoàng. Để một cách vắn tắt, nó đi ngược lại tất cả những cái giá trị dân chủ của Hoa Kỳ, giá trị nhân quyền của Hoa Kỳ, và nó biến thành một cái công cụ gọi là nó biến chính phủ Hoa Kỳ thành một cái bộ máy để phục vụ cho một nhà độc tài. Thí dụ như là chứ cái như anh Hoàng Bách có nói với quý vị là họ bãi bỏ, giải tán từ cái gọi là cơ quan FBI. Cơ quan FBI điều tra những cái sự sai trái của tất cả mọi người ở nước Mỹ, từ tổng thống cho đến dưới, và trong thời gian vừa qua cơ quan FBI điều tra những cái chuyện liên quan đến ông Trump, chắc quý vị cũng còn nhớ, và ông Donald Trump có mối thù với cơ quan này và họ đề nghị là dẹp luôn cái cơ quan này. Rồi Bộ Giáo dục giải tán, Bộ Thương mại giải tán, rồi các cơ quan mà bảo vệ cho môi trường giải tán, ngay cả luôn cả cái cơ quan gọi là dự báo thời tiết và báo cáo về tình trạng không gian và biển cũng nằm trong danh sách họ muốn giải tán. Có nghĩa rằng là những cái chủ trương mà để bảo vệ cho cái nền tư pháp của nước Mỹ, bảo vệ cho một cái sự gọi là tinh hoa về học thuật của nhân loại, họ tìm cách họ bỏ để mà thay thế bằng những cái tư tưởng cực đoan. Bởi vì chưa bao giờ chúng ta thấy rằng là họ không có một chính phủ nào để mà chúng ta chỉ nói là các chế độ độc tài và cộng sản họ mới thay đổi cái nền giáo dục. Và bây giờ những cái nhóm bảo thủ này họ lại đưa ra cái chủ trương đó, và chuyện này chúng ta thấy đang thực hiện ở tại tiểu bang Florida. Rồi cái vấn đề đưa ra cái chuyện mà biến Cơ đốc giáo thành quốc giáo. Chúng ta đã thấy chuyện này bắt đầu hình thành ở tại Louisiana với cái luật mà vừa ban hành là dán 10 điều răn ở tại các trường học, và trường học nào không dán thì sẽ không nhận được những khoản tiền trợ cấp của tiểu bang. Thì trong cái chuyện này chúng ta thấy rằng là cái nền tảng của nước Mỹ di dân và đa văn hóa, với cái chữ mà chúng ta biết từ xưa đến giờ là melting pot, nó có thể không còn khi mà cái dự án này được thành lập. Và cái chuyện này nó gây ra một cái sự báo động và chấn động cho toàn nước Mỹ. Mặc dù những gì mà ông Donald Trump ra gọi là vận động trong thời gian vừa qua đều nằm trong cái những cái gì mà cái dự án này viết, là thứ nhất ông đòi trục xuất, là mass trục xuất, có nghĩa là trục xuất hàng loạt di dân, hàng cả 11 triệu di dân mà không có giấy tờ ở tại nước Mỹ. Chuyện đó là một cái sự gây sẽ là gây một sự khủng hoảng trong xã hội Mỹ về nhiều mặt, về mặt xã hội, về mặt kinh tế, về về thảm họa, về nhân đạo. Và ông Donald Trump là người cổ súy cho cái việc đó. Và cái chuyện mà ông đòi giải tán FBI là chuyện rất là bình thường, là chúng ta đang nghe rất là quen. Rồi chuyện gọi là tấn công Bộ Tư pháp, chuyện mà tấn công những các cơ quan gọi là môi trường trong thời gian vừa, ông chắc chắn quý vị cũng còn nhớ là cơ quan mà gọi là bảo vệ môi trường, ông đưa một người giám đốc chống lại chuyện môi trường, một người làm cái chức giám đốc cho một cái cơ quan như thế. Thì những cái gì mà ông Donald Trump đưa ra trong thời gian vừa qua nó đều gần như là phù hợp với cái dự án 2025. Ông Donald Trump thấy rằng là khi người dân Mỹ phản ứng thì ông bắt đầu ông chối: ô, tôi không có dính dáng bị về gì với cái dự án này, tôi không biết ai trong số đó. Nhưng mà mới đây truyền thông mới moi ra là những viên chức mà gọi là cao cấp trong nội các ông Donald Trump trong Tòa Bạch Ốc lại là những người đứng đằng sau lưng những cái chương mà được viết trong cái dự án 900 trang này. Rồi sau đó bây giờ người ta lại moi thêm là những người mà dính dáng đến ông Donald Trump tới 140 người lại làm việc đằng sau lưng cái dự án này. Thì thưa quý vị, đối với một người
Có thể người Mỹ họ có những mối quan tâm khác, còn chúng ta là người Việt, chúng ta đến Hoa Kỳ, chúng ta đem cái sự đóng góp của mình vào đất nước Mỹ, quê hương thứ hai của chúng ta, trở thành giàu mạnh. Nhưng mà chúng ta cũng không muốn rằng là chúng ta muốn trở thành một phần của đất nước này, chúng ta thành công dân của nước này, nhưng mà chúng ta không bao giờ chúng ta muốn rằng là đất nước này nó từ khước chúng ta và con cái dòng dõi của chúng ta ở đất nước này. Quý vị nghĩ sao? Người Việt Nam chúng ta đa số, thí dụ là theo Phật giáo, bây giờ với những cái chủ trương này biến Cơ Đốc giáo thành Quốc giáo thì có lẽ chúng ta phải đi cải đạo hết hay sao? Đó là những cái chuyện mà rất nhiều người chúng ta không không nhận ra. Chúng tôi nhớ trong thời gian mà gọi là tranh cử rất là nhức đầu năm 2020, có những người Việt Nam họ rất là hãnh diện, họ đổi họ của họ, đổi một cái họ Việt để lấy họ Trump. Thì tôi không biết rằng là bao nhiêu người trong thời gian tới sẽ đổi Phật giáo, đổi theo cái tín ngưỡng mà thờ cúng tổ tiên của chúng ta để mà trở thành một cái người Cơ Đốc giáo. Thì cái chuyện đó, cái điều mà chúng tôi muốn nhắc cho người Việt Nam chúng ta phải nhận ra cái chuyện như vậy. Chúng ta còn bản sắc của chúng ta nữa hay không? Nếu mà chúng ta đi theo những cái chương trình cực hữu như thế này, thưa anh chị. Dạ vâng, bây giờ thì chúng tôi mở một tí xíu để mình có thể gần kết thúc với chương trình, mà mình thấy là cái bài diễn văn của Tổng thống Joe Biden cũng rất là đặc biệt, rất là hùng hồn. Mà hùng hồn đã đành rồi, nhưng mà lần đầu tiên ổng tấn công, ồ chắc là tôi mở lộn quá rồi anh ơi. À sao nó lại đi lộn cái này ha. À nó đi lộn cái mà ổng vừa vận động ở ở Detroit, nó mất. À, xin lỗi anh, mời anh tiếp tục đi rồi nếu mình tìm có mình sẽ mở. Dạ. Vâng, thì thưa 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 anh và thưa quý khán thính giả, thì chúng ta đã đến cái lúc mà chúng ta không thể nào mà chúng ta thờ ơ trong cái cuộc bầu cử nước Mỹ năm nay. Khi mà những cái chủ trương gọi là cực đoan đi lên, và đặc biệt cực đoan của cái nhóm cực hữu, chủ trương mà lớn nhất của họ, thứ nhất cho quý vị biết là họ bài di dân và ủng hộ cho một cái chủ nghĩa là da trắng thượng tôn. Và khi đó, khi chuyện nó xảy ra, chúng ta có cái chỗ nào chúng ta tồn tại hay không? Và cái niềm tin và cái lập trường chúng ta đi đến Hoa Kỳ này, rất nhiều người phải bỏ mạng ở Biển Đông trên con đường vượt biên, hay bỏ mạng ở trong rừng sâu khi mà đi đường bộ. Và chúng ta làm mọi thứ tranh đấu để chúng ta sống trong một quốc gia dân chủ. Thì cái nền dân chủ đó nó có còn nữa hay không? Nếu chúng ta không có sáng suốt để lựa chọn cái lá phiếu của mình trong cái ngày 5 tây tháng 11 sắp tới. Đây là một cái tiến trình và đòi hỏi chúng ta phải có ngồi lại, chúng ta suy tư, suy gẫm, nghĩ về tương lai của mình và tương lai đặc biệt con cháu của chúng ta. Chúng ta không thể nào chúng thay đổi được cái màu da của chúng ta. Chúng ta không thay đổi da vàng, tóc đen, mũi tẹt của chúng ta để chúng ta thành một chủng tộc khác. Và có thể có một người nào đó muốn đổi họ, có thể ok, một người nào đó họ sẵn sàng họ thay đổi một cái gọi là tinh thần dân tộc, hay là một cái gì đó nằm trong người của họ, một cái văn hóa dân tộc. Họ sẵn sàng họ cải đạo, họ sẵn sàng cải đi những cái niềm tin mà về truyền thống của dân tộc, họ sẵn sàng làm. Nhưng mà chúng ta tự hỏi chúng ta rằng chúng ta có sẵn sàng làm như thế hay không? Chúng ta có thể sẵn sàng thay đổi cái tín ngưỡng chúng ta là thờ kính tổ tiên của chúng ta để chúng ta chấp nhận một cái điều gì đó ngược lại? Chúng ta có sẵn sàng chấp nhận thay đổi cái quan điểm về tôn giáo của chúng ta để chấp nhận một tôn giáo hay khác hay chưa? Nếu chúng ta tự xét và chúng ta thấy rằng chúng ta không có chấp nhận cái chuyện đó, thì chúng ta phải thể hiện cái chuyện đó bằng cái lá phiếu của mình vào ngày 5 tây tháng 11 sắp tới. Và trong cuộc bầu cử, thưa quý vị, không những là chúng ta chú ý cái cuộc bầu cử tổng thống là cái cuộc bầu cử gọi là chức vụ cao nhất của nước Mỹ, chúng ta phải chú ý luôn tất cả cuộc bầu cử từ địa phương đến cấp tiểu bang cho đến cấp liên bang. Bởi vì khi các giới chức dân cử họ bước vào cái con đường lập pháp, họ chính là cái người mà tạo ra những cái luật. Và chúng ta nếu chúng ta có những người mà chúng ta bầu làm việc đại diện cho những cái quyền lợi của những người thiểu số như chúng ta, thì chúng ta sẽ có những người tạo ra những cái luật để bảo vệ cho chúng ta. Còn nếu không, chúng ta sẽ bầu cho những người mà gọi là hủy hoại đi, hay là phá vỡ cái nền tảng của chúng ta. Thì chúng ta phải nhớ rằng
Cuộc bầu cử nào cũng quan trọng, từ cấp nhỏ cho đến cấp cao nhất, thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, cảm ơn anh Mai Phi Lâm. Chúng ta còn 5 phút nữa mà anh vừa trình bày cái dự án, cái đề án năm 2025, thì đặc biệt là nó có nhắc tới Obamacare, nhắc tới cái vấn đề gọi là trợ cấp y tế hay là vấn đề Medicare, Medicaid đó thưa quý vị. Nếu mà quý vị mà nhớ nha, mình bỏ phiếu mà sai lầm đó là tương lai cái hậu quả của mình là những người không lương, không có cao, không có trên 400 ngàn, cho nên đóng thuế không, hầu như là không thay đổi thuế. Chỉ có những người trên 400 ngàn thì hàng năm đó thì đóng thuế mới cao để mà giúp đỡ cho những người dưới. Cho nên chúng ta chọn cái lá phiếu đó là này, nền dân chủ đang bị thách đố. Và đây là rất là quan trọng chứ không phải chúng ta đơn giản. Quý vị nhớ là bỏ phiếu cho ông Trump hay bỏ phiếu ông Biden đó, ông tới rồi ông đi. Anh Mai Phi Lâm nghĩa là nhiều lắm là 8 năm anh Mai Phi Lâm, nhưng mà cái hệ quả nó kéo dài cho con cháu của chúng ta. Đây là một cái để độc tài, nó rất là nguy hiểm. Bây giờ thì chúng tôi muốn mở một cái một đoạn, và những người vừa rồi đó là cũng lên tiếng là cho rằng là tổng thống Biden chậm chạp nói lộn. Anh em chúng tôi đây có khi nói cũng lộn như thường ha. Mặc dù anh Mai Phi Long, Mai Phi Long trẻ hơn tôi hay là chúng tôi đó, thường thường cũng nói lộn lắm, dễ lộn lắm. Bởi vì quý vị biết đó, mình nói hơi nhanh thì cái lời nói nó không, cái đầu mình nó không kiểm soát được lời nói. Mình nói tưởng nói như vậy mà nó lại nói ra khác. Huống hồ chi tổng thống Joe Biden ổng đã lớn tuổi rồi nhưng mà ổng còn bị áp lực hàng ngày với nhiều cái vấn đề, gọi là mình nghĩ một bị áp lực một, ổng tới áp lực hàng ngàn như vậy, áp lực tất cả trên thế giới, rồi áp lực ở trong đảng, rồi áp lực cái vấn đề chính sách, rồi áp lực với những người mà gọi là chống đối ông, vân vân và vân vân, nó khó khăn lắm. Cho nên đôi khi mình phải thông cảm, chứ còn lớn tuổi thì ai cũng lớn, nhưng mà tổng thống Joe Biden nó lớn tuổi mà cái trí đó, cái chính sách đó mới là quan trọng. Bây giờ chúng tôi xin phép để đưa để thấy cái sự hùng hồn, và sau đó thì nhờ anh Mai Phi Lam có thể cho cái nhận xét là The biblical prophet Elisha, President Biden. Jimmy Hill, right in turn, say, "Excuse my back. I apologize." Look, folks, there's a conference. Debbie's. Debbie, I've got your back. I got your back as well. Members of Congress, Debbie Haley, and Jimmy. By the way, I want you to know that I've spent a lot of time with Debbie. She's helped me like a lot. And last we were, I forget which event we're at, and someone said, "You're his wife, aren't you?" Because she looks like Jill, my wife. And Siri, thank you very much. I can't tell you. Look, we got state leaders, Lieutenant Governor Gilchrist. Yesterday, the Marist poll released a national poll that has me beating Trump 50-48. When all those drop-offs really took place, there's so much my narrative, my campaign is falling apart, they say. I'm the nominee of the Democratic Party, the only Democrat or Republican who has beaten Donald Trump ever. And I'm going to beat him again. Có lẽ là thời gian chúng ta không còn nhiều. Bây giờ chỉ đưa anh Mai Phi Lâm qua, xin anh cho cái nhận định cuối cùng ấy, là chúng ta biết là trong những ngày vừa qua có một số các dân biểu cũng như thượng nghị sĩ họ nghĩ rằng tổng thống Joe Biden nên rút lui, và cái dư luận này đó nó có ngừng lại không thì chưa biết. Nhưng mà tổng thống Joe Biden đó, ngày thứ năm thì đặt bài diễn văn có cuộc họp báo, và ngày thứ sáu thì ông đi tới đi qua như giọng nói rất là hùng hồn mà tấn công, ngay là tấn công Joe Biden luôn tới bấy luôn. Thì xin anh cho nhận định, anh nghĩ là tổng thống Joe Biden có thay ngựa giữa dòng không hay là tiếp tục?
Đây là một câu hỏi hiện tại rất là khó khó đoán trong lúc này. Có nhiều dấu hiệu được đưa ra phải nói rằng là rất là trái biệt với nhau. Tuy nhiên trong cái chuyện mà ông Biden có một cái cuộc mà tranh cử mà ấy, xin lỗi, có một cuộc tranh luận với ông Donald Trump mà không đạt được kết quả như ý, chúng ta cũng phải chú ý một điều là mọi người cũng phải cần công bằng với Tổng thống Joe Biden. Thứ nhất là người ta chỉ trích ông Biden về cái chuyện mà sự minh mẫn của ông hay là sức khỏe vì tuổi già. Nhưng người ta lại không có ai nói đến cái chuyện là một ông tổng thống vừa là tội phạm, một ông cựu tổng thống vừa là tội phạm mà là người nói dối. Trong cái cuộc mà gọi là tranh luận hôm 27 tháng 6 vừa rồi, ông Trump, thưa thưa anh, chắc anh nhớ là tất cả những lời ông đưa ra toàn những chuyện không có căn cứ và những chuyện bịa đặt. Người ta không lên án cái việc đó mà chứ chứ gọi là châm bẩm nhắm vào ông Biden về cái vấn đề về sức khỏe của ông. Và cái chuyện đó đối với ông Biden, ông cũng nói rằng đó là một cái ngày bad day với tôi, một ngày không 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 tốt. Tuy nhiên cái sự việc mà đang đặt ra trước ông Biden, điều đầu tiên chúng tôi nhắc nhở là chúng ta phải có một cái cách nhìn gọi là công bằng cho ông Biden. Chúng ta nhìn vào cái thành tích của ông đã thể hiện cái lập trường, cái sự gọi là công tâm và cái sự chính trực của ông khi mà ông điều hành đất nước. Và ông điều hành đất nước, ông không lãnh cái đất nước này từ ông Donald Trump là một cái nền kinh tế tốt đẹp, mà nền kinh tế gọi là bị gọi là lụng bại vì cái dịch Covid-19. Chứ ông Biden không phải lãnh một cái món quà tốt, ông lãnh một cái đống rác, và ông đưa cái nền kinh tế đến một cái sự ổn định. Thời điểm mà ông Donald Trump rời khỏi tòa Bạch Ốc vào ngày 20 tháng Giêng năm 2021, tỷ lệ mà gọi là lạm phát gần 9%, mà bây giờ ông Biden đưa xuống còn 3%. Còn trong cái diễn tình mà trong thời gian giữa nó chạy lên trên 19 mà ông Biden bây giờ kéo xuống chỉ còn có 3%, thì chúng ta phải nhìn nhận cái công lao đó. Còn bây giờ chúng ta không thể nào chúng ta đòi hỏi vật giá của cách đây 7 năm nó phải trở lại giống như 7 năm. Chuyện đó là chuyện không tưởng, và cái chuyện đó là một cái chân lý muôn đời là vật giá lúc nào nó cũng leo lên. Nhưng cái vấn đề lạm phát ông Biden kéo xuống từ 9 chấm thời ông Donald Trump xuống còn 3 chấm, đây là một thành tích lớn không thể dễ dàng thực hiện, đặc biệt là cả thế giới bị lụn bại về kinh tế sau đại dịch Covid-19. Cho nên chúng ta phải có một cái sự công bằng với ông Biden. Còn cái sự mà suy nghĩ của bên phía người dân chủ, họ muốn có một cái chiến thắng gọi là toàn diện hơn, một chiến thắng mà họ nghĩ rằng là có thể là nằm trong tầm tay hơn khi giao lại cho thế hệ trẻ, thì với đây là một vấn đề phải nói rằng là hiện tại cũng là một cái sự tranh cãi. Vấn đề đặt ra, tôi nghĩ rằng cái lời nói của những người như bà Nancy Pelosi, đây là một quyết định mà ông Biden phải đưa ra thật là nhanh chóng để đảng Dân Chủ họ củng cố. Và cái sự mà họ muốn một cái thế hệ nào trẻ nào đó đưa ra, tôi nghĩ điều này nó cũng không phải là một cái điều sai lầm. Nhưng mà có thể rằng là nó phù hợp như thế nào trong cái hoàn cảnh hiện nay, đặc biệt khi mà liên danh Biden và Harris hiện tại bây giờ họ gây quỹ hơn 200 triệu. Bây giờ nếu mà nhường cho một cái ứng cử viên mới, hoàn toàn một cái liên danh mới, thì cái liên danh mới đó không có được hưởng cái số tiền đó nếu mà không có bà Kamala Harris. Và bà Kamala Harris trong những ngày vừa qua, chúng ta thấy bà không không thể hiện vai trò bà một cách sáng chói để có thể mà vượt qua ông Trump. Nhưng cũng có những cuộc thăm dò cho thấy rằng là cái điểm của bà mà có theo sau ông Trump cũng không cao bằng điểm của ông Biden. Tuy nhiên trong cái cuộc bầu cử này, chúng ta cũng không đoán được là những cái kết quả thăm dò. Nhưng mà chúng ta nên, nên, nên lưu ý một chuyện là những cử tri quyết định cho cái lá phiếu lần này là những thành phần độc lập từ phía Dân Chủ, độc lập từ phía Cộng Hòa, và những người trung dung trong phía Cộng Hòa. Và đặc biệt năm nay lại thêm một thành phần nữa mà trong ngôn ngữ tiếng Mỹ gọi là double haters, là những người mà họ không chấp nhận cả hai ứng cử viên già nua này, và họ muốn chọn một ứng cử viên gọi là đỡ tệ nhất trong hai người. Thì phải nói rằng là cái sự mà quyết định để mà người nào làm tổng thống
trong lúc này thì cá nhân của chúng tôi nghĩ rằng là ông Biden ở lại thì chưa chắc là phần thắng không nằm trong tay ông. Mà nếu thay đổi một người trẻ hơn thì cũng không có nghĩa rằng là người đó nắm hoàn toàn được phần thắng. Tuy nhiên nó cũng như một số vấn đề kỹ thuật. Ngày hôm qua hay ngày hôm kia Washington Post có đưa ra một cái bài báo phân tích cho thấy như thế này. Nếu mà ông Biden nhường chỗ cho một người nào đó thì số tiền gây quỹ to lớn hơn 200 triệu mà ông đang có. Mà nếu một cái liên danh mới không có bà Harris thì họ không được đụng vào số tiền đó. Nhưng mà nếu liên danh mới có bà Harris ở bên trong, một bà ra là tổng thống, hai bà chấp nhận làm phó cho một người nào đó thì cái số tiền đã được giữ. Tuy nhiên, theo Washington Post họ đưa ra cái nhận định là nếu trong cái ngày mà là đại hội đảng Dân Chủ vào tháng 7 sắp tới mà ông tháng 9 chứ thì mà ông Biden trong ngày tháng 8 sẽ tháng 8 mà ông Biden nhường cho một người nào đó ngay kỳ đại hội thì cái người đó coi như là được hoàn toàn cái số tiền mà ông đang được gây, thì đó là một cái sự phân tích của cái tờ báo đó như vậy. Thì để trả lời trở lại cái câu hỏi của anh Hoàng Bách, chúng ta Xin cũng khó nhận định lỗi, xin lỗi anh Lâm, cho mình hỏi cái câu để anh kết luận luôn, là chúng ta biết là cái điều quan trọng đó là ai là người đánh bại Donald Trump, còn than ngựa giữa dầm hay là than ngựa giữa dầm đó chưa phải là vấn đề. Bây giờ mình cứ lý luận, ví dụ như ông Biden để lại, ông có đánh bại không, hay là đưa một người khác lên có đánh bại không? Bởi vì nhiều người phân tích đó, với cảm xúc mà họ không lý luận. Ví dụ như thế này, chỉ còn 4 tháng nữa cái liên danh mới đó, họ có đáp ứng được cái nhu cầu nhanh lắm nhanh không? Dĩ nhiên là bên Cộng hòa họ không đánh vào cái điểm ông này lẩm cẩm, ông này già, ông kia không có nữa, mà họ đánh vào chính sách, thì đó là bên Dân Chủ có cái lợi thế. Nhưng mà ngược lại như anh nói, số tiền lại khó khăn là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là kỳ này Donald Trump có nhiều nhược điểm, mà nếu những cái tay nào mà ngon lành đó là phải đánh bại dễ dàng. Thứ nhất là ông là một tội phạm không thể làm tổng thống. Ông bây giờ ông đưa ra cái đề án 2025 nó lộ nguyên hình là cấu kết với Tập Cận Bình, cấu kết với Nga. Bởi vì tại sao mà nước Mỹ mà như vậy thay đổi toàn bộ để mà đi tới đàm phán? Ai cũng công, dù ông có trả tội thế nào đó, người ta vẫn công khai rõ ràng trong đó có ba chục người cấu kết ở trong nội các của ông, và thêm nhiều cái điểm mà mình thấy rõ ràng. Thì xin anh, với cái nhìn của anh, thay ngựa giữa dầm có lợi và giữ ông Biden có lợi, cái nào có lợi hơn để thắng Trump? Không có lợi mà ai là người thắng Trump mới là vấn đề. theo 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 cái nhận định mà chủ quan của tôi ngay trong lúc này thì tôi nghĩ rằng là ông Biden ở lại ông vẫn có khả năng chiến thắng, là bởi vì cái thành phần những người trung dung và với cái kinh nghiệm đã diễn ra ở bên Âu Châu thì người ta thấy rằng là người dân bình thường của nước Mỹ họ không muốn nước Mỹ đi vào cái tình trạng là mất dân chủ và có một cái sự xáo trộn dưới thời của ông, giống như dưới thời của ông Donald Trump, thì ông Biden vẫn có cơ hội. Và cái nhóm người double haters thì họ họ sẽ chọn một cái người tổng thống và họ thấy rằng là người đó đỡ tệ hơn người kia, và trong trường hợp này đương nhiên ông Biden vẫn là cái người đỡ tệ hơn ông Donald Trump, một người mà bây giờ chúng ta thấy là tội phạm ở của nước Mỹ. Ông Biden cũng có khả năng thắng, nhưng chúng ta cũng phải nghĩ thêm rằng cũng chính thành phần double hater đó họ cũng sẽ bỏ phiếu cho một người nào đó trẻ hơn của bên phía dân chủ. Thì đối với Mai Phi Long nghĩ cả hai trường hợp thay ngựa hay là giữ ông Biden thì cái cơ may thắng của đảng Dân Chủ vẫn là rất lớn. Cái điều quan trọng là đảng Dân Chủ phải đoàn kết, còn nếu mà nhân cái cơ hội này mà họ chia rẽ phân hóa là từ chết tới bị thương. Và chết bị thương không phải là cái vấn đề, cái vấn đề là nước Mỹ trong tương lai sẽ là một cái chế độ độc tài mới là cái vấn đề quan trọng hơn nữa. Cho nên qua cái sự kiện này thì quý vị chịu khó, nếu quý vị biết á, vào đánh vào ở trong cái đề án Project 2025, thì quý vị biết là bây giờ người ta vô, người ta truy cập rất là nhiều, có thể người ta nói là còn đông hơn
Cô Taylor Swift là cái một ca sĩ mà nổi tiếng, cô trên gần 270 triệu đi follow đó. Mà bây giờ nghĩa là người ta còn theo dõi cái này nhiều hơn nữa, có lẽ người ta sẽ tìm sự thật và lộ nguyên hình Donald Trump là người nguy hiểm. Đến đây thì chúng tôi thành thật cảm ơn anh Mai Phi Lâm đã đóng góp trong chương trình này, và chúng tôi cũng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, và chúng tôi mong rằng quý vị subscribe, like và share cũng như viết comment trên nhiều nha. Để anh Phi Long quý vị còn gặp và gỡ anh. Và chúng tôi xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Mời anh Mai Phi Long. Dạ vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi anh em chúng tôi gọi là chuyện trò suốt cả hơn 1 tiếng đồng hồ vừa qua. Cảm ơn anh Hoàng Bách đã cho tôi cơ hội để mà gọi là gặp gỡ khán giả của Người Việt Channel. Và chắc là hy vọng rằng là anh em chúng ta sẽ có dịp mà hầu chuyện cùng khán giả trong những lần sắp tới. Dạ vâng, cũng mong được như vậy, thưa anh. Rồi, xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới.